thế hệ mới giúp giảm đau, tái tạo xương khớp, bảo vệ xương khớp chắc khỏe. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin Y tế 24 giờ. Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, hiện chỉ còn gần 2.000 ca mắc COVID-19 nặng đang điều trị, bằng khoảng 1/4 giai đoạn cao điểm. Con số này thì đã giảm nhanh so với các ngày trước đó, khi mà số bệnh nhân nặng thường ở mức là trên 3.000 ca. Giai đoạn cao điểm, số F0 nặng còn lên đến mức là 7.000 cho đến 8.000 ca.